Thưa quý vị và các bạn, thời tiết khô hanh kéo dài cộng với ý thức kém của người dân trong việc bảo vệ, phòng chống cháy nổ đã liên tục làm cho các cánh rừng nguyên sinh ít ỏi còn lại của thành phố Đà Nẵng bị cháy. Chỉ trong vòng hơn một tuần trở lại đây, 5 vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn thành phố, trong đó đáng chú ý là vụ cháy vùng đệm rừng đặc dụng Bà Nà. Hàng trăm người và phương tiện chuyên dụng đã được huy động mới khống chế được đám cháy. Đây là vụ cháy rừng mới nhất tại khu rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa thuộc địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài khiến các đám cháy bắt nhanh và thực bì, gây cháy lan trên diện rộng. Lực lượng phòng cháy chuyên nghiệp ở thành phố Đà Nẵng đã rất vất vả mới tiếp cận được hiện trường, cùng với các lực lượng khác huy động thiết bị, phương tiện, căng mình dập lửa, bảo vệ cho hơn 30 hectare rừng nguyên sinh còn lại của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà. Về cháy thăm người thì có thể cũng được riêng về những phương tiện. Chữa cháy rừng thì chúng tôi thì rất là hạn chế. Với những địa hình mà dốc cao, nước thì ít thì chúng tôi rất là khó khăn trong công tác triển khai công tác chữa cháy. Mặc dù chính quyền và các ngành chức năng đã đưa mức cháy rừng đến cấp báo động, thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy. Và vụ cháy rừng vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa là nghiêm trọng nhất. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý rừng cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống cháy rừng, quy trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức cá nhân nếu chủ quan để tiếp tục xảy ra cháy. Trước mắt, giao lực lượng kiểm lâm thành phố theo dõi, quản lý, bảo vệ và vận động nhân dân thực hiện tốt phòng chống cháy rừng. Chúng tôi cũng xác định rằng nguyên nhân chính là do chủ quan của con người. Chính vì vậy, chúng tôi cũng sẽ điều tra và cương quyết xử lý nghiêm. Nếu đủ điều kiện thì đưa ra khởi tố vụ án. Mùa khô hanh chắc chắn còn kéo dài do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do vậy, nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng vẫn đang ở mức báo động. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng cần làm tốt công tác phân cấp quản lý, bảo vệ rừng để có phương án phòng cháy hiệu quả. Có như vậy mới bảo vệ tốt nguồn rừng quý giá ít ỏi còn lại ở địa phương này.